Chào mừng quay trở lại với kênh YouTube bên em. Thì hôm nay bên cửa hàng Tùng Audio Hải Dương đã về được một mẫu sub điện rất hay, đó chính là mẫu sub điện của JBL, hàng nhập khẩu Trung Quốc 100%. Với một con JBL Bát 30 chơi phòng hát gia đình thì quá tuyệt vời. Ngày hôm nay thì cùng với em Tùng trải nghiệm đập hộp cũng như review về chất lượng sản phẩm của em sub điện JBL nhé. Đây là hộp của em JBL cho anh em và các bác, anh em nhận hàng có thể kiểm tra trước về cái hộp. Đấy, có logo của JBL. Ok, bây giờ em sẽ mở thùng cho các bác và anh em cùng xem bên trong ruột của em sub điện JBL các bác nha. Hộp thì bên nhà sản xuất họ đóng rất là kỹ các bác, đóng cực kỳ là kỹ luôn, có cả ghim nữa các bác nhá. Đấy, thì em xin phép mở ra một chút cho các bác và anh em xem cũng như trải nghiệm chất âm của em JBL này. Em hy vọng là các bác và anh em xem được video này, đang cần mua cái trang thiết bị âm thanh, đặc biệt là mẫu sub điện mà các bác và anh em hạn hẹp về kinh tế, thì có thể tham khảo được ngay mẫu JBL sub điện này bên em mới về, và hàng cực kỳ chất lượng và giá lại rất là rẻ. Em bật mí như vậy cho các bác và anh em nhá. Ok, đó, đây là bên trong của em sub điện JBL các bác nhìn đúng không ạ? Sản xuất họ làm cực kỳ chắc chắn này, có hộp xốp đi kèm này, bao bọc này, đấy các bạn thấy không? Đây thì có đảm bảo cho các bác và anh em nhận hàng cách yên tâm nhất trong quá trình vận chuyển, chứ không để có cái hiện tượng là làm chảy xước loa hay bẹp loa. Ok, đây là mẫu xúc điện của JBL A836 các bạn. Em mở ra các bác và anh em cùng chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của nó nhá. Các bạn thấy không ạ? Về hình thức thì chắc chắn rồi, con này về em rất là mong muốn, bởi vì thứ nhất là nó vừa nhỏ gọn xinh xắn, bát 30 đủ công suất cho anh em chơi phòng hát gia đình. Mẫu mã đẹp, con này anh em nhìn lên màn hình thức ạ, rất khỏe khoắn luôn, phiên bản màu đen, một tông trầm rất đẹp. Đấy, nếu như anh em nhìn qua cái thiết kế này thì có thể thấy ngay một thiết kế rất đẹp của JBL mà là hàng nhập khẩu các bác nhá, hàng nhập khẩu. Đấy, anh em yên tâm phần nào về cả chất lượng cũng như là giá thành. Bên Tùng Audio đang có chế độ giảm giá với em JBL này cho các bác và anh em, liên hệ trực tiếp qua cửa hàng Tùng Audio theo số điện thoại là 0979629336 nhé, để được nhận tư vấn cũng như hưởng mức giá ưu đãi nhất với bộ sản phẩm sub điện JBL A836. Ok, thì bây giờ cùng với em Tùng review một chút về cái dòng sản phẩm JBL này. Đầu tiên thì em sẽ xin phép các bác và anh em mở cái phần ấy căng ra để cho các bác và anh em xem cái củ bát của em JBL A836. Đây, đấy, anh em nhìn không ạ? Quá đẹp rồi. Gân cao su, đấy, anh em nhìn đúng không ạ? Đấy. Mặt trước này với một con bát 30 thì em nghĩ là nó, nếu mà anh em đánh phòng hát gia đình chỉ cần một con bát 30 như thế này thôi, để cho nó có tiếng trầm ấm, nghe nó rất sướng. Và các bác và anh em muốn chơi thì phải đầu tư một con sub điện để nghe và hưởng thụ cái cảm giác bay bổng nhất của dàn nhạc sống các bác và anh em đang sử dụng. Ok, lớp gỗ thì anh em nhìn nó giả gỗ rất đẹp. Đấy, cái màu đây là cái phần vân gỗ các bác nhá, nhưng mà đây họ làm giả thôi, nhưng mà nhìn rất là đẹp các bác ạ, đúng là sơn thủy, anh em nhìn đúng chưa? Ok, đây là phần mặt sau của em JBL, thì em giới thiệu qua một số thông số và những cái tính năng của em JBL A836 này. Anh em nhìn nó màu đen ạ, màu đen A836 của JBL này. Ở dưới thì họ cũng sẽ ghi đầy đủ thông số như là giải tần số từ 50Hz và điện áp là 220V này, và công suất thì là 300W đấy, cho bác và anh em chơi phòng hát gia đình. Và ngoài ra bên trên này sẽ là phần để các bác và anh em điều chỉnh như là volume to nhỏ này, cắt tần số này. Thông thường thì em sẽ để ở trong khoảng phạm vi, ở đây sẽ có giải tần số từ 50Hz cho đến 150Hz, thì thông thường em sẽ để ở tần số là 110 đến 120, em nghe là nó ổn áp nhất. Và đây có chế độ bảo pha, anh em sử dụng cái chế độ này như thế nào là nếu như các bác và anh em sử dụng pháo hát gia đình, nhấn vào cảm giác tiếng nó đánh ra lực hơn thì anh em để, hoặc là nếu như mà tiếng nó bình thường thì anh em lại ấn vào giúp em. Đấy, và đây ở bên tay phải đây chính là những phần để các bác và anh em kết nối lấy tín hiệu. Ở đây thì sẽ có hai phần, một đường dây để các bác và anh em cắm từ vang xuống này, đấy, cắm từ vang xuống lấy đường dây AV này, và một đường nữa thì các bác và anh em lấy tín hiệu từ cục đẩy hoặc là âm ly, đấy, cắm trực tiếp qua bốn cổng ở đây. Ở dưới sẽ là thanh tản nhiệt, đấy anh em nhìn đoạn. Ok, với mẫu này thì JBL model A836 thì sẽ cho các bác và anh em rất nhiều bất ngờ ở phần sau, thì em sẽ test luôn chất âm cho các bác và anh em cùng trải nghiệm với em Tùng. Ở dưới này thì sẽ có lỗ thông thoáng khí nhé các bác nhá. Đấy, có lỗ thông thoáng khí. Và ở dưới một chút này, ở dưới phần dưới đấy có chân,
Và cái chân này thì có tác dụng rất là lớn trong cái quá trình của bác và em sử dụng, nó để cao hơn so với mặt nền nhà, chống hút nước, hút ẩm để anh em sử dụng được bền bỉ hơn với mẫu JBL A836. Ok. Và bây giờ cùng với em Tùng trải nghiệm một chút chất âm của em JBL A836 nhá. Em Tùng và các bác và anh em hãy trải nghiệm âm thanh của em JBL A836 nhá. Và các bác và anh em hãy sử dụng tai nghe để trải nghiệm âm thanh tốt nhất với cái bộ sản phẩm này mang lại cho các bác. Ok. Bây giờ em sẽ sử dụng bật luôn chế độ volume lên cho bác và anh em cùng nghe. Ok, các bác cùng anh em đã trải nghiệm chất âm của em JBL A836 mẫu súp điện mới nhất bên cửa hàng Tùng Audio với bát 30 thôi. Nhưng công suất của em nó ra cực kỳ uy lực cho các bác và anh em nghe phòng hát gia đình. Tiếng đánh khỏe chắc và đặc biệt là với mẫu JBL bát 30 như thế này, em không nghĩ là nó sẽ mang lại cho chúng ta một cái cảm giác nó bay bổng đến vậy. Bởi vì thường thường anh em sẽ nghĩ là với súp điện bát 30 thì tiếng nó sẽ là trầm ấm nhẹ nhàng, nhưng mà với em JBL A836 thì lại khác các bác nhá. Nghe tiếng rất khỏe, tiếng đánh ra rất là uy lực mạnh mẽ cho anh em. Và đặc biệt là mẫu hàng nhập khẩu, chất lượng quá rõ ràng rồi. Nếu anh em nào muốn mua mẫu súp điện như thế này, ngay bây giờ liên hệ trực tiếp qua Tùng Audio để hưởng mức giá ưu đãi nhất ở thời điểm hiện tại. Có chế độ bảo hành bên cửa hàng là 12 tháng và có thể một đổi một trong vòng 1 tháng cho bác và anh em nhận hàng, kiểm tra thanh toán sau. Video của em xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Tùng Audio. Xin chào.